Ok, bây giờ mình mới ươm được hai hạt me đây thôi, đã nảy mầm rồi, bọc rễ rồi. Cái này là nó đang ra nè, sắp sửa ra rồi, nhưng mà mình nghĩ chắc là bỏ vô đất luôn đi, tại vì hai cái nó giống nhau. Cái này nó đã chóc ra rồi cho nên nó nảy mầm rồi, nảy mầm nhiều, nó nảy mầm nhiều. Cái này chắc là đã trễ rồi, và để nó còn nó không được chết nữa. Cái ly này đi ha, cái ly này là ly uống nước, mình bỏ sẵn đất vô trong đây rồi. Thì thay vì mình ra mua chậu đi, mình uống nước xong rồi mình xài cái ly này. Nếu mình xong nó, nếu mà nó mọc lên cao nó, thì mình để cắt cái phần dưới, cắt cái phần dưới này được đi hay là bẻ nó đây, trồng xuống đất nó dễ. Trồng ra đây thì mình phải tưới cây rồi, tại vì nó có tưới thì nó không có ẩm ướt để đủ để kích thích cái hạt me nó mạnh mạnh rồi mình nhớ tưới thôi nha. Mình trồng ở trong chậu thì nó khác, khi mà mình ươm hạt giống nó thì mình lấy cái giấy napkin đó, cái giấy trên tay đó, xong cái mình bỏ hạt me như trong đây, xong cái mình đổ nước vô, nước nó thấm đó, nó có cái thấm xuống cái sẽ thì cái giấy trên tay này nó có nhiệm vụ là hút cái nước lên làm giữ cho hạt me nó ấm. Tại sao mình phải bỏ cái giấy cái napkin này vô trong đây, để mình bỏ cái giấy trên tay này vô trong đây là để phòng ngừa đó, khi mà mình ngâm hạt giống không, nó đôi khi hạt giống nó sẽ bị thối rữa ra, cho nên cái này là mình trồng như vậy, mình ươm nó như vậy thì nó cái hạt nó vẫn ở trên cái tờ giấy chùi tay và nó không có bị thối rữa ra, mà nó sẽ được kích thích cho cái hạt nó nảy mầm. Cái kiểu Mỹ nó có cái loại trồng cây nó gọi là bucket là giờ là sao là nó đổ nước vô trong một cái chậu đó ở dưới, còn ở trên là nó trồng cây, khi cây xuống thì nó sẽ đập hút nước lên đó. Nước nó sẽ bị hút lên và để cho cây nó được tưới sẵn, nó giống như là tự động tưới, thì mà nước nó dần phát mới nó đổ vô nữa, xong cái nước nó lên lại, xong cái cây nó sẽ những cái chất nó giống như là cái giấy tay nó hút cái nước lên làm ẩm đất đó, để cho cây nó tự động tưới lấy vậy, tự động tưới lấy cái cây và cây nó đủ chất nước để nó sống. Cái phương cách đó cũng hay, mình nghĩ cũng hay, nhưng mà nó cũng tương tự giống như cái tờ giấy chùi tay vậy, mình bỏ xuống nước đổ nước vô thì cái giấy nó hút nước lên, nó giữ hút nước, nó giữ lại và nó sẽ làm cho cái hạt nó ẩm thấp.